Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2 năm 2024, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và ma túy công an thị xã Ba Đồn phối hợp với công an phường Quảng Thọ phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Sức, sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ đang điều khiển máy xúc để xúc cát tại tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ lên thùng xe ô tô tải biển kiểm soát 73C16093 do đối tượng Cao Xuân Sang, sinh năm 1989, trú tại thôn Vân Bắc, xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành làm việc. Quá trình làm việc, tổ công tác đã yêu cầu anh Nguyễn Văn Sức và anh Cao Xuân Sang xuất trình hóa đơn chứng từ liên quan đến số cát trên thùng xe, nhưng cả hai người không xuất trình được. Ngoài ra, tại khu đất trên có khối lượng cát khoảng 380 mét khối, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp do anh Nguyễn Văn Sức tập kết. Bước đầu đấu tranh làm rõ, cả hai đối tượng khai nhận hành vi tập kết và khai thác cát trái phép. Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Ba Đồn lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.